Chào các bạn đến với video thứ 5 trong loạt series video hướng dẫn cấu hình Websen. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để cấu hình DHCP server trên Websen. Thì ở đây mô hình chúng ta sẽ sử dụng chính là chúng ta sẽ có một cái Websen và chúng ta sẽ có một domain controller đóng vai trò DHCP server và có một cái máy workstation để testing. Thì trong video này chúng ta sẽ có 3 phần. Thứ nhất chúng ta sẽ cấu hình DHCP server. Phần thứ hai chúng ta sẽ cấu hình DHCP Relay Agent. Và phần thứ ba chúng ta sẽ cấu hình Web Proxy Auto Discovery hay là WPAD. Thì cái này các bạn sẽ xem chi tiết ha. Ở phần thứ nhất chúng ta sẽ cấu hình DHCP server. Thì trước tiên chúng ta vào trình duyệt, chúng ta sẽ truy cập vào Websen thông qua HTTPS 10.10.10.118 ha. Rồi thì chúng ta sẽ đăng nhập vào bằng user của domain, bởi vì chúng ta đã chứng thực domain như ở video thứ ba. Đây chính là cái giao diện chính của Websen. Chúng ta sẽ vào service, sau đó chọn DHCP server. Thì ở đây chúng ta muốn enable DHCP trên interface nào thì chúng ta sẽ chọn interface đó và chúng ta sẽ enable. Trong mô hình này chúng ta sẽ chọn inside là interface chúng ta muốn enable DHCP. Sẽ chọn inside enable DHCP. Sau đó trong phần range thì chúng ta sẽ cấp một cái range IP là một cái pool IP. Thì cái pool này dùng để cấp cho user khi user có request cần nhận IP ha. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng cái pool từ 10.10.10.10 đến 10.10.10.254. Rồi DNS server của chúng ta thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng DNS chính là domain controller chúng ta 172.100.100.111 và DNS thứ hai chúng ta sẽ dùng DNS của Google là 8.8.8.8. Gateway ở đây thì chính là IP interface inside của Websen chính là 10.10.10.118 ha. Domain name thì ở đây chúng ta sẽ có domain là iptraining.net.local. Domain search list thì chúng ta cũng chính là domain name thì chúng ta cũng dùng iptraining.net.local. Các tham số default list time, maximum list time thì chúng ta sẽ để mặc định là 7200 giây. 7200 giây. Rồi các tham số khác để chúng ta để nguyên, sau đó chúng ta lưu lại. Rồi chúng ta đang kiểm tra lần cuối về những thiết lập chúng ta vừa cấu hình. Rồi sau khi cấu hình xong, chúng ta thử vào IP, chúng ta xin cấp phát IP xem như thế nào. Chúng ta xem cấp phát IP như thế nào. Chúng ta có một interface, chúng ta enable lên thì chúng ta xem hệ thống nhận IP như thế nào ha. Chúng ta vào command line để chúng ta kiểm tra IP bằng ipconfig.sysall để chúng ta xem hiện tại IP chúng ta đang được cấp là bao nhiêu. Chưa có, hiện tại chưa nhận được IP ha. Chúng ta sẽ release để trả IP và chúng ta sẽ kiểm tra lại. Rồi ở đây các bạn thấy là gì? Chúng ta vừa nhận được IP 10.10.10.10. Chúng ta vừa nhận được IP 10.10.10.10. Thì chúng ta có thể vào status DHCP, các bạn sẽ thấy đây là gì? Chúng ta vừa nhận được IP và chúng ta vừa có MAC address. Chính là MAC address card interface trên thiết bị client chúng ta xem ha, chúng ta đang xem. Bước thứ hai chúng ta sẽ cấu hình DHCP relay agent. Thì như các bạn đã biết là gì? DHCP, khi mà user có nhu cầu request cấp DHCP thì gói tin request sẽ không đi qua được các thiết bị routing. Thì vì vậy chúng ta cần có thiết bị DHCP Relay Agent, để chuyển tiếp gói tin từ client đến các DHCP server tương ứng.
Thì ở đây chúng ta giả sử chúng ta có một cái máy domain controller đóng vai trò là DHCP server. Ở đây các bạn đang thấy chính là DHCP server trên Windows Server 2012. Ha. Thì chúng ta vào trình DHCP application. Sau đó chúng ta sẽ quản lý, chúng ta cấu hình DHCP server trên Windows Server 2012. Rồi chúng ta vào DHCP IP version 4, chúng ta chọn new scope. New scope. Thì ở đây cái mục name thì chúng ta sẽ đặt là cái scope, tên của scope. Ở đây chúng ta đặt là gì đây? LAN subnet ha. Description thì chúng ta mô tả ngắn vào đây. Sau đó IP address range thì chúng ta sẽ khái niệm một cái pool hay một cái range IP dùng để cấp cho user. Thì ở đây chúng ta vẫn dùng cái pool là 10.10.10.10 đến 10.10.10.254. Thời subnet mask chúng ta là sự khâm bố ha, là 255.255.255.0. Ở đây exclusion and delay nghĩa là trong một cái range IP của chúng ta muốn một sử dụng một số IP nào đó mà chúng ta không muốn DHCP cấp server, chúng ta add vào đây. Thì ở đây chúng ta add vào đây ha. Rồi thời gian cho thuê cấp IP chúng ta để default là 8 ngày. Rồi ở đây chúng ta sẽ chọn no, chúng ta cấu hình option sau. Hay chúng ta sẽ cấu hình sau. Rồi các bạn thấy chúng ta vừa tạo xong một scope 10.10.10.0. Rồi sau khi tạo chúng ta right-click, chúng ta chọn active để chúng ta active cái scope này lên. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình scope option bằng cách right-click vào scope option. Ở đây 003 router thì đây chính là chúng ta khác cấu hình default gateway. Thì đây chính là 1.10.10.10.118, chính là IP inside interface của VPSAN. Time server thì chính là domain controller của chúng ta 172.100.100.111. Name server cũng chính là DNS server, chúng là domain controller, chúng ta add vào đây. DNS server cũng chính là domain controller, chúng ta cũng add vào đây. Hệ thống đang validate ha, kiểm tra lại DNS xem có tồn tại hay không. DNS domain name của chúng ta thì chúng ta khai báo domain name là gì? Chính là ittraining.net.local, thì chúng ta khai báo vào đây. Rồi NTP server chính là Network Time Server. Network Time Protocol Server thì chúng ta sẽ cũng là domain controller, chúng ta cũng add vào đây. Rồi sau đó chúng ta apply và ok. Thì như các bạn cũng thấy, chúng ta vừa cấu hình các option và các tham số IP và domain, các bạn có thấy trên ha. Rồi như vậy chúng ta đã cấu hình xong DHCP trên domain trên Windows Server 2012. Rồi chúng ta qua lại VPSAN và chúng ta cấu hình DHCP Relay Agent. Các bạn chọn DHCP Relay. Thì ở đây hệ thống sẽ báo lỗi, bởi vì sao? DHCP Server và DHCP Relay Agent không thể chạy cùng đồng một lần. Nghĩa là hiện tại do DHCP Server chúng ta đang được enable, cho nên DHCP Relay Agent chúng ta sẽ không được enable lên và chúng ta không được cấu hình. Do vậy trước khi cấu hình DHCP Relay Agent, chúng ta phải tắt đi DHCP Server trên Inside Interface. Thì như các bạn cũng thấy, chúng ta vừa tắt DHCP Inside, sau đó chúng ta vào lại Switch DHCP Relay thì chúng ta cấu hình. Thì ở đây chúng ta chọn enable lên. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn gì đây? Inside. Nghĩa là khi có một request cấp IP từ interface inside thì VPSAN sẽ chuyển tiếp cái thông tin đó đến cho DHCP server và chúng ta khai báo ở đây thì chính là 172.100.100.111, chính là IP domain controller của chúng ta. Nghĩa là khi có client request xin DHCP thì VPSAN sẽ chuyển tiếp cái tin đó đến domain controller để cấp phát IP. Rồi ở đây chúng ta dùng lại các tập lệnh ha, IP config release để chúng ta trả IP lại, và sau đó chúng ta IP config renew để chúng ta xin cấp phát lại IP, và chúng ta xem
chúng ta có nhận được IP từ domain controller hay không. Rồi, chúng ta các bạn thấy IP DHCP server chúng ta là 172.100.100.111, nghĩa là chúng ta đã nhận được IP do DHCP server trên Windows Server 22 cấp ha. Các bạn thấy ở đây DHCP server của chúng ta không còn là 10.10.10.118 mà bây giờ sẽ là 10.172.100.100.111, chính là do domain controller chúng ta cấp. Thì chúng ta có thể kiểm tra bằng cách vào address list. Chúng ta thấy là gì? Trên DHCP server các bạn thấy có một client IP address là 10.10.10.10. Name chính là cái host name của Windows ha. Rồi bước cuối cùng chúng ta sẽ cấu hình WPAD. Thì ở đây chúng ta vào lại DHCP server trên Windows Server 22. Chúng ta vào lại, chúng ta sẽ cấu hình WPAD như thế nào. Ở đây, tại IP version 4, chúng ta set redefine option. Thì ở đây chúng ta sẽ add thêm một cái option mới. Chúng ta sẽ add option mới. Và option này chúng ta đặt chính là WPAD. Rồi ở đây các bạn sẽ chọn gì đây? Chúng ta click add. Name thì chúng ta là gì đây? Để đặt là Web Proxy Auto Discovery, chính là WPAD. Data Type String thì chúng ta chọn String ha. Code thì chúng ta để 252, các bạn lưu ý code là 252. Description thì chúng ta đặt mô tả ngắn thôi. Và cái value ở đây thì các bạn phải điền cái gì đây? Chính là HTTP xuyệt. Và cái IP 10.10.10.118 chính là IP của Proxy Server Port 8080 và WPAD.dat. Đúng không? Các bạn phải nhớ ha. 10.10.10.118 chính là IP của Proxy Server. 8080 là port của Proxy Server. Thì sau khi cấu hình xong, chúng ta property chúng ta phải vào lại gì đây? Scope. Chúng ta kiểm tra lại. Chúng ta kiểm tra thì đã có một cái option là 252 chúng ta vừa tạo đã hiện hữu ở đây, các bạn thấy ha. Các bạn lưu ý ở đây, chúng ta đã xuất hiện một cái option 252. Rồi sau khi cấu hình option 252 xong thì chúng ta phải add nó vào server option, scope option. Thì các bạn right-click vào scope option ha, right-click vào scope option. Chọn config option và các bạn kéo xuống cuối cùng tới option 252, các bạn check vào, sau đó các bạn apply và ok. Thì nghĩa là gì? Các bạn sẽ thấy trên màn hình option 252 đã được add vào scope 10.10.10.0. Nghĩa là khi DHCP server cấp IP cho client thì trong thông tin DHCP bao gồm luôn thông tin của một proxy server, đã bao gồm luôn. Ha, chúng ta đã thì chúng ta muốn kiểm tra nó bao gồm như thế nào, nó hoạt động như thế nào thì các bạn xem tiếp. Ở đây chúng ta test như thế nào. Rồi đây là một cái máy tính của user. Chúng ta vào command line, chúng ta xin DHCP. Chúng ta xin cấp IP bằng IP config release. Và renew để xin được IP mới. Thì trong IP mới này nó sẽ có thông tin là WPAD mà chúng ta vừa cấu hình. Thì dĩ nhiên thông tin WPAD các bạn sau IP config switch on các bạn sẽ không thấy ở đây. Mình sẽ không thấy ha. Mà chúng ta sẽ dùng trình duyệt web Internet Explorer để chúng ta test. Ở đây ha, tức là client đã cập nhật nhận được IP từ DHCP server. Sau đó chúng ta vào trình duyệt, các bạn vào Internet option, connection chọn LAN setting.
Thì ở đây chúng ta sẽ không, cái thông tin proxy server chúng ta không cần cấu hình chi tiết, mà chúng ta chỉ cần automatic detect setting. Nghĩa là gì? Chúng ta không cần khai báo chi tiết proxy, mà hệ thống sẽ tự động nhận dạng và detect được proxy server của chúng ta thông qua cái dấu check là automatic detect setting. Thì ở đây các bạn thấy user có thể truy cập vào internet ha, thông qua proxy server, trong khi chúng ta không cấu hình chi tiết rõ về proxy server, mà chúng ta chỉ cần auto detect, thì lúc này trình duyệt tự động discovery và detect được là proxy server chúng ta chính là 172.10.10.10.118 bọt 8080 như chúng ta vừa cấu hình. Các bạn có thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ cho mình qua email hoặc là truy cập website ittraining.vn để đặt câu hỏi, và ban quản trị chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.